Chào mừng các bạn đến với kênh nhật ký côn trùng, nơi mình sẽ chia sẻ những kiến thức thú vị về thế giới động vật. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một loài côn trùng đẹp và kỳ lạ, đó là bọ ngựa phong lan. Bạn có biết bọ ngựa phong lan là gì không? Bạn có thể nhầm lẫn chúng với những bông hoa phong lan vì chúng có màu sắc và hình dạng rất giống nhau. Nhưng thực ra, bọ ngựa phong lan là một loài bọ ngựa ăn thịt, sống trong các khu rừng mưa nhiệt đới ở Đông Nam Á. Chúng có khả năng ngụy trang tuyệt vời để thu hút con mồi và tránh kẻ thù bạn có muốn biết thêm về vòng đời của chúng không hãy cùng theo dõi video này nhé bạn có thể nhận ra chúng trong bức ảnh này không đúng rồi đó là những chú bọ nhỏ xíu nằm trên cánh hoa bạn có thể thấy rằng chúng rất giống với hoa phong lan đến nỗi bạn có thể nhầm lẫn chúng là một phần của hoa đây là một kỹ thuật ngụy trang tuyệt vời của bọ ngựa phong lan giúp chúng tránh được kẻ thù và săn mồi dễ dàng hơn do ngụy trang giống với những cánh hoa phong lan nên chúng được mệnh danh là loài bọ ngựa đẹp nhất chúng ta cũng rất khó để phát hiện khi chúng hòa lẫn cùng với những bông hoa lan. Để có được hình dạng như thế, bọ ngựa phong lan phải trải qua thời gian tiến hóa lâu dài. Để tìm hiểu kỹ hơn về loài côn trùng này chúng ta cùng tìm hiểu về vòng đời của chúng. Vòng đời của bọ ngựa phong lan trải qua 3 giai đoạn gồm trứng, ấu trùng và trưởng thành. Giai đoạn trứng, đầu tiên, chúng ta sẽ nói về giai đoạn trứng của bọ ngựa phong lan. Con cái sẽ đẻ trứng trong một cái tổ gọi là ốt thế ca, có hình dạng như một chiếc lá cuộn lại. Mỗi ốt thế ca có thể chứa từ 10 đến 40 quả trứng, tùy thuộc vào loài. Trứng sẽ nở sau khoảng 3 tuần và ra đời những con ấu trùng. Giai đoạn ấu trùng, giai đoạn này của bọ ngựa phong lan kéo dài khoảng 6 tháng. Trong thời gian này, chúng sẽ lột xác nhiều lần để phát triển. Ấu trùng giai đoạn đầu tiên có màu nâu và giống như họ Reduviidae. Chúng sẽ ăn các loài côn trùng nhỏ khác như ruồi, kiến hay ruồi giấm. Sau khi lột xác lần đầu tiên, chúng sẽ có màu trắng và hồng và bắt đầu có những bắp chân giống như cánh hoa. Chúng cũng có thể thay đổi màu sắc để phù hợp với môi trường sống xung quanh. Chúng sẽ tiếp tục ăn các loài côn trùng lớn hơn như ong, bướm hay ruồi lớn. Giai đoạn trưởng thành của bọ ngựa phong lan bắt đầu khi chúng lột xác lần cuối cùng. Lúc này, chúng đã có hai cặp cánh và hai mắt nhô ra khỏi đỉnh đầu. Chúng cũng có dị hình lưỡng tính rõ rệt, con được chỉ bằng một nửa kích thước so với con cái. Con cái có thể dài từ 6 đến 8 cm, trong khi con được chỉ dài từ 3 đến 4 cm. Con cái cũng có màu sắc rực rỡ hơn con đực để thu hút sự chú ý của bạn tình. Con cái sẽ sinh sản sau khi giao phối với con đực và quá trình này lặp lại cho đến khi chúng chết. Bọ ngựa phong lan có tuổi thọ ngắn, chỉ khoảng một năm rưỡi. Chúng là loài côn trùng đẹp mắt và thú vị, nhưng cũng rất hiếm và đắt tiền. Nếu bạn muốn nuôi chúng làm thú cưng, bạn cần phải chăm sóc chúng rất cẩn thận, bao gồm cung cấp đủ thức ăn, nước, nhiệt độ và độ ẩm. Bạn cũng cần phải có một cái lồng rộng và cao, để chúng có thể bay và leo lên các nhánh cây cảm ơn các bạn đã xem video này nếu bạn thích hãy nhấn like và subscribe kênh của mình để theo dõi những video mới nhất về các loài côn trùng kỳ lạ hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo tạm biệt